Barcelona đang lạc lối trên phương diện bóng đá, không có nhiều khả năng để vô địch La Liga hay Champions League mùa này. Đánh mất niềm tin của Messi, chìm sâu trong vũng lầy tài chính, không còn đào tạo ra những học viên xuất sắc. Trong hoàn cảnh đen tối đó, các socio, thành viên của Barcelona sẽ được bỏ lá phiếu bầu cho ứng cử viên dưới sự giám sát chặt chẽ nhất. Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của họ được tự do đàm phán với đội bóng khác để rời đi tự do. Họ cũng có thể phải nói thêm lời tạm biệt với cơ hội giành 3 danh hiệu siêu cúp, Copa del Rey và La Liga trước thềm tháng 2. Và mọi người đừng quên còn cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ nữa. Đối với những người ngoài Catalonia, những cuộc đấu đá chính trị, bỏ phiếu là thứ khiến họ thích thú. Trong khi đó, vấn đề khác là Lionel Messi lựa chọn gia nhập Paris Saint-Germain hay Manchester City hay anh sẽ ở lại Barcelona. Và liệu Barcelona có vấp ngã ở các đấu trường cúp? Họ có đánh rơi điểm trong 3 trận đấu liên tiếp trước Athletic Bilbao, Elche và Granada khi họ đã kém đội đầu bảng 10 điểm hay không? Những tin tức này có thể khiến người hâm mộ Barca ngán ngẩm, những người vốn đang sợ mọi thứ ở câu lạc bộ trở nên tồi tệ hơn. Cuối tuần qua, Barcelona đã giành chiến thắng trước USK để tiếp tục nuôi hy vọng. Đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman đã thi đấu tốt suốt 60 phút, sau đó họ tự làm khó mình, đá dối và phạm những sai lầm. Thay vì thể hiện quyết tâm hạ gục USK, ghi thêm bàn thắng, gia tăng cách biệt, thì Koeman đã đợi đến khi trận đấu chỉ còn lại 9 phút chính thức mới đưa Antoine Griezmann vào sân như thể tìm bàn ấn định. Thật kỳ lạ, và thay vì bổ sung thêm những cầu thủ sáng tạo có khả năng đe dọa hàng phòng ngự đối thủ như Conrad de la Fuente, Francisco Sinsao, Enrique Puig, thì chiến lược gia người Hà Lan lại tăng thêm khả năng phòng thủ bằng cách đưa hậu vệ Oscar Mingueza vào sân. Cuối cùng, Barcelona đã đạt được mục đích và USK tí hon đã không thể có được trận hòa mà họ đã có quyền nghĩ tới. Đội bóng từng được gọi là xuất sắc nhất thế giới 10 năm về trước, giành cú ăn 3 năm trước và từng có khả năng giành chức vô địch La Liga thứ 11 trong vòng 15 năm và mùa trước thì nay lại chỉ đang ở mức trung bình. Cách khoảng 300 km về phía Bắc, trước đó một ngày, Atletico Madrid đã tự tin, áp đặt thế trận và thể hiện sự áp đảo mà đã lâu rồi Barcelona không có. Luis Suarez là người mang về chiến thắng với một trong những bàn thắng điển hình của anh. Trước đó, chính tiền đạo người Uruguay là người kiến tạo cho Marcos Llorente mở tỷ số. Người phần nào gián tiếp tạo ra sự so sánh này lại không được nhắc tên trên truyền thông Tây Ban Nha suốt cả tuần qua là cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona. Bartomeu trở lại Camp Nou vào năm 2010 với tư cách là cánh tay phải của tân chủ tịch Sandro Rosso. Khi chủ tịch Rosso rời nhiệm sở vì những bê bối, Bartomeu là người kế nhiệm, Barca từ đỉnh cao trở nên hỗn loạn. Ngay cả khi trong cuốn kinh thánh bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại được đặt ở sân Camp Nou do Johan Cruyff truyền bá, hai người đàn ông đấy vẫn cố gắng khiến Pep Guardiola đánh mất đi sự nhiệt huyết và sự tận tâm, khiến câu lạc bộ trở thành chủ đề gây tranh cãi và là đối tượng của nhiều cuộc điều tra về số tiền khi ký hợp đồng với Neymar. Phản bội lời hứa công khai với Eric Abidal về vị thế của hậu vệ người Pháp khi anh khỏi bệnh ung thư, bị cáo buộc trả tiền cho công ty truyền thông để bôi nhọ các cầu thủ trên mạng xã hội, để Neymar chuyển tới PSG, chịu thất bại ở UEFA Champions League, để cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ thất vọng và công khai ý định rời đi vài tháng trước. Cách đây chưa lâu, anh khẳng định Bartomeu đã nhiều lần nói dối. Bartomeu có dấu ấn với tất cả những gì đã diễn ra vào cuối tuần qua, vì dưới quyền quản lý của mình, ông đã góp phần khiến Barcelona rơi vào tình trạng tồi tệ về tổ chức và cả khía cạnh bóng đá. Như đã nói ở trên, họ đang chơi thứ bóng đá kiểu hãy bảo vệ cách biệt một bàn trước đội bóng yếu nhất La Liga. Chính ông là người quyết định để Suarez rời đi trong mùa hè vừa qua. Suarez, chân sút số 1 La Liga hiện tại, đang là nhân tố quan trọng giúp Atletico trên hành trình hướng tới chiếc vô địch quốc gia thứ 3 trong vòng 44 năm. Với 9 bàn ở La Liga mùa này sau 843 phút có mặt trên sân, tức là anh ghi trung bình khoảng 1 bàn mỗi trận. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Messi tỏ ra khó chịu không chỉ với cách Suarez bị đối xử, mà trên hết là cách câu lạc bộ để anh gia nhập đối thủ trực tiếp. Không ít khả năng là thời điểm Barcelona ra mắt chủ tịch. Vào ngày 24 tháng 1, Suarez có thể đã giúp Atletico đánh bại Blaugrana ở siêu cúp Tây Ban Nha vào ngày 17 tháng 1. Đó chẳng phải là một màn châm biếm hay sao? Nhưng ngoại trừ việc Barcelona có thể không giành được suất tham dự Champions League mùa tới và để Messi rời đi vào thời điểm tài chính câu lạc bộ đang khó khăn, chẳng có gì quan trọng hơn với Barcelona vào lúc này ngoài cuộc bầu cử chủ tịch trong thời gian 2 tuần nữa. Barcelona đang lạc lối trên phương diện bóng đá, không có nhiều khả năng để vô địch La Liga hay Champions League mùa này, đánh mất niềm tin của Messi, chìm sâu trong vũng lầy tài chính, không còn tạo ra những học viên xuất sắc. Trong hoàn cảnh đen tối đó, các socio, thành viên của Barcelona sẽ được bỏ lá phiếu cho các ứng cử viên dưới sự giám sát chặt chẽ nhất. Truyền thông cho dù họ đã hiểu biết hay bị lôi cuốn bởi một ứng cử viên nào đó, đều đang bắt đầu khẳng định Juan Laporta sẽ giành chiến thắng dễ dàng, dù không còn những nhân tố giúp triều đại 2003-2010 của ông thành công như Johan Cruyff, Tsiki Miguristan, Ferran Soriano, Marc Inla, Ronaldinho, Frank Rijkaard hay là Guardiola.
Dù phần lớn sự chú ý sẽ tập trung vào Messi, nhưng vấn đề trên sân cỏ thì cuộc bầu cử chủ tịch trong tháng này sẽ vô cùng quan trọng với đội bóng xứ Catalonia cả hiện tại và tương lai. Cụm từ hãy cẩn trọng với những gì bạn ước vốn không xa lạ gì, nhưng trong trường hợp này với các social, lời cảnh báo chính xác phải là hãy cẩn trọng với người mà bạn bầu, câu lạc bộ của các bạn đang nguy hiểm.